Em Như Ý mến chào tất cả quý anh chị. Hôm nay Em Như Ý đem lại cho quý anh chị một cái mảnh đất có diện tích là 17.000 mét vuông nha. Trên cái mảnh đất này hiện tại bác chủ đang trồng thanh long ruột trắng thì có khoảng độ là 1.200 trụ, được khoảng 7 năm tuổi nha quý anh chị, và 500 trụ thanh long ruột đỏ được khoảng 3 năm tuổi. Và có luôn một cái bình điện 75 và một căn nhà nhỏ nha quý anh chị, một căn nhà cấp 4 ở trên đất của mình luôn. Điều đặc biệt là ở đây là cái mảnh đất này nó ôm sông Phan thì khoảng độ là 168 mét nha quý anh chị, ôm một cái view sông khá là đẹp luôn. Cái mảnh đất này được tọa lạc tại thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận nha mọi người. Để không phải mất thời gian của quý anh chị mình nhiều thì Em Như Ý rất mong quý anh chị mình bỏ ra ít phút thời gian của mình để xem kỹ trên cái video của Như Ý. Mọi người xem được trên cái like cam, nhìn thấy được cái khu vực sinh sống của mọi người ở xung quanh cái mảnh đất này, cũng như coi thực tế được cái mảnh đất và nghe được Như Ý trao đổi tất cả các thông tin ở trên cái video này luôn, để mọi người không phải mất thời gian của mình nhiều để đi xem một cái mảnh đất. Bởi vì khi mà đi xem đất thì mọi người phải gác lại công việc của mình, cũng như là đường xá nó cũng khá là xa xôi á. Rất mong được sự yêu quý và sự ủng hộ của quý anh chị mình cho Em Như Ý xin một like, một nút đăng ký và một nút chia sẻ để ủng hộ cho em cảm ơn quý anh chị mình rất là nhiều luôn nha. Bây giờ Như Ý đi vào thông tin chi tiết của mảnh đất nè. Hiện tại thì bên Như Ý đang đi vào chính giữa của mảnh đất và đi xuống cuối cái mảnh đất luôn. Đây là cái đám thanh long thực tế của bác chủ nha. Hiện tại đang là hàng mùa. Thanh long thì cái nguồn tu nó là quanh năm, nhưng mà giá cả thì nó tùy thuộc vào mỗi lúc, mỗi nơi nha mọi người. Có lúc thì giá khá là ổn định, có lúc thì giá rất là cao. Cũng có lúc thì giá nó rớt xuống thì rất là thấp. Hàng mùa này thì trái nó tự ra nha mọi người. Thì hết lớp này thì nó sẽ ra lớp khác. Thanh long ruột trắng này á, thì nó dễ chăm sóc hơn thanh long ruột đỏ. Còn thanh long ruột đỏ thì nó sẽ khó chăm sóc hơn một chút xíu. Nhưng mà thường thì thanh long ruột đỏ thì khi nào giá nó cũng sẽ cao hơn một xíu nha mọi người. Và ở đất, cái đất này á, thì nó ôm một cái view sông nó cũng khá là đẹp. Trên đất mình thì có một cái bình điện, quý anh chị mình nhìn xa xa có một cái bình điện trên mảnh đất nè. Và hiện tại thì mảnh đất đang cách quốc lộ 1A, cái đường đi Nam Bắc Sài Gòn là 1,5 km, và cách trạm y tế thị trấn Thuận Nam thì khoảng độ là 2,8 km nha. Còn mọi người muốn di chuyển ra ngoài trường học là 3,8 km. Mọi người muốn di chuyển từ mảnh đất đi ra ngoài huyện Hàm Thuận Nam thì nó mất tầm độ khoảng 5,6 km. Mình muốn đi ngược từ trong huyện Hàm Thuận Nam này đi ra thành phố Phan Thiết á, thì khoảng độ 40 cây nha quý anh chị. Từ Sài Gòn ra thì rất là gần, từ Sài Gòn ra thì mất tầm độ khoảng 180 cây thôi, khá là gần cho quý anh chị mình luôn. Cái mảnh đất này thì pháp lý sổ sách đầy đủ nha. Sổ nó có hiển thị đường đi cho mọi người. Trung tâm của huyện Hàm Thuận Nam này á, thì giá cả nó khá cao hơn một xíu, bởi vì từ sau này từ cao tốc mà ra ngoài này rất là gần và đường xá đi lại rất là thuận tiện, bởi vì nó nằm ngay thị trấn luôn nha quý anh chị. Đường đi xuống là xuống ở thành phố La Di được luôn, gọi là thị xã La Di á, đi qua khu vực biển thì nó khá là ok. Giá của bác chủ đang rao bán là 300 triệu một sào nha quý anh chị, có thương lượng. Cô chú quý anh chị nào mình có quan tâm thì cứ gọi trực tiếp cho Như Ý qua hai số điện thoại mà Như Ý đã ghim trên màn hình nha. Hoặc là mọi người đăng nhập cái số Zalo của Như Ý vào, trao đổi qua Zalo cho nó dễ dàng và thuận tiện hơn, cũng đỡ tốn tiền của quý anh chị mình hơn nha. Đây là cái view sông nè mọi người, khá là dài, khá là rộng mà nước cũng khá là nhiều nha. Em Như Ý cảm ơn quý anh chị mình đã theo dõi hết cái video này của em nha. Và trên kênh của Như Ý còn rất là nhiều mảnh đất khác nhau để cho cô chú quý anh chị mình tham khảo, cũng như là Em Như Ý có nhận ký gửi đất đai và hỗ trợ pháp lý cho tất cả mọi người nha. Em cảm ơn quý anh chị rất là nhiều.